Kính thưa quý vị, ngày 14 tháng 7, Công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Tiên Điệp, 28 tuổi, ngụ Nam Định về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo Công an, khuya ngày 11 tháng 7, Điệp lái xe tải biển số 72C12822 chở hàng trái cây lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam Bắc. Trên xe còn có hai người khác. Khi đến km 1378+900 thuộc thôn Tân Phước Trung, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, Điệp thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ đã tâm vào đuôi ô tô khách biển số 30Z7978 đang lưu thông trên làn đường dành cho xe cơ giới bên phải phía trước cùng chiều. Hậu quả làm 3 người tử vong, trong đó có 2 người trên xe tải và 1 người trên xe ô tô khách tử vong, 8 người khác bị thương. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.